Wi-Fi OM4, không có chữ Osmo nào hết nha anh em. OM4 à, không biết nó có phải Osmo Mobile 4 không nhỉ. Gimbal gấp gọn. Bật gimbal lên, không gắn điện thoại cũng không sao vì nó sẽ tự động chuyển về chế độ sleep mode, không sợ hư gimbal, không sợ cháy motor, ghê chưa? Ồ, thực sự thì đây là con gimbal tốt nhất ở thời điểm hiện tại dành cho điện thoại. Bất cứ ai hỏi mình một câu đó là gimbal nào tốt nhất thì chắc chắn mình sẽ trả lời là con gimbal DJI OM4 này, chắc chắn luôn. Tại sao? Thì để mình giải thích. Mà bếp nó thực sự méo hay không á thì mình bật cái app đo lường của iPhone lên đo bị lệch 1 độ đấy bạn. Trong trường hợp mà bị lệch thì bạn vào menu của gimbal và nó có cái phần để mà mình điều chỉnh cái độ ngang của gimbal, cho nên là nếu mà dán mà có méo một chút xíu thì nó cũng không phải là vấn đề gì. Cái app kia xem được rồi. Kẹp nam châm này và cái miếng nam châm này mình cho là nó là cái thay đổi gọi là đáng giá và nó làm cho cái việc quay phim của chúng ta nhanh hơn bao giờ hết. Mình dán một phát chết cố định vào trong cái điện thoại của mình luôn. Ví dụ đây là cái điện thoại mình rất hay quay phim và mình dán chết nó vào luôn để khi mà mình quay phim thì mình chỉ cần rút từ trong túi ra và bỏ vô, sau đó bật lên gimbal thôi, không cần phải cân chỉnh gì cả. Còn cái kẹp này thì dành cho những cái điện thoại, ví dụ điện thoại phụ mà khi mà điện thoại chính hết pin này, hay là các bạn cho mượn gimbal thì các bạn có thể đưa cái kẹp này cho người ta dùng. Thiết kế nam châm này mình thấy rất là ok, chỉ có điều rằng là cái sức mạnh của nam châm nó không biết là nó có đủ để dính hay không, thì mình đã test với lại cái trường hợp mà chạy bộ. Ok chưa? Chạy vô tư luôn. Lắc như vậy luôn. Thoải mái tẹt ga luôn. Nó rất là cứng anh em, phải bửa lên như thế này thì được. Chứ còn nếu mà anh em cố gắng cầm mà dịch trực tiếp ra, tiện dụng, chắc chắn, an toàn. Mà lưu ý là khi mà mình dán cái miếng này lên trên mặt sau điện thoại thì dán trực tiếp vào cái điện thoại luôn ha, chứ không có dán vô bên ngoài cái ốp lưng. Và cái thứ hai là nếu mà cái điện thoại này mà có cái mặt sau mặt lưng này là kính á, thì chúng ta phải dán một cái miếng này lên trên điện thoại, sau đó mới dán cái miếng này vào. Dán vô như thế này mình vẫn có thể bỏ vô những cái ốp để mà xài như bình thường, bởi vì nó cũng không quá dày. Đấy. Thêm một công dụng nữa này anh em. Đấy. Ôi xịn. Thay cho có cái chân đế luôn. Wow, DJI. Con gimbal này có motor đã cải thiện, đã khỏe hơn so với phiên bản trước. Cụ thể là nó có thể tải lên được tới 230g và cộng trừ 60g, tùy thuộc vào cái điện thoại to nhỏ và thiết kế nó có cân bằng được. Wow, tải rất là tốt. Còn về Active Track thì nó là một cái công nghệ, cái chức năng có thể giúp cho việc quay phim tự động bám theo vật thể và ứng dụng rất nhiều trong những cái flycam của DJI rồi. Có thể dùng cái Active Track ở trong cái app của DJI. Bật điện thoại lên. Face ID. Xịn chưa? Bật cái ứng dụng DJI Mimo lên, sau đó connect, bật camera lên. Rồi. Ở đằng sau gimbal có một cái nút trigger chỗ này nè, mình ấn vào một cái thế là nó sẽ tự động track theo. Bây giờ tự động track theo luôn. Hoặc là chúng ta có thể quẹt lên màn hình, thực ra mình không có thấy trên màn hình đâu. Đấy, mình tại vì mình màn hình là các bạn thấy chứ mình đâu có thể thấy được màn hình, vì mình là sau camera mà. Đó là hai cách để mà kích hoạt Active Track. Cách thứ ba là điều khiển bằng cử chỉ.
chúng ta sẽ phải bật ở cái chỗ này lên, chúng ta sẽ bật cái Active Track chỗ này lên. Sau đó là dí theo anh đi em. Yo. Gây chưa, gây chưa? Đó, Active Track. Đó, mình sẽ đi bộ này. Ồ, vẫn dí theo luôn. Ghê chưa, quá đỉnh. Đó là ba cách để stop active track. Thì mình có thể giơ cái tay lên, sau đó là nó sẽ tự động tắt. Xịn vãi trưởng luôn. Tại vì mấy bữa mình rất là thắc mắc là nếu như mà active track mà một mình tự quay thì làm sao mình có thể Ở đây có một cái chức năng khá là hay là panorama clone me anh em ạ. Clone me đó là tạo ra nhiều người. Bây giờ mình có một cái ý tưởng đó là kẹp điện thoại. Quá đơn giản. Nói qua một chút xíu về cân gimbal thì đối với những cái gimbal điện thoại ấy, thì các bạn không thể cân bằng phím định cả ba trục được, mà nó chỉ có thể hai trục là trục ngang ha. Cầm tay giữ cái trục bên này này đó để cho chắc lại, xong rồi mình để điện thoại ngang nó không có trôi qua trái qua phải, hay là để dọc mà nó không có trôi là được. Chứ nếu mà nó hơi lệch mà nó sẽ trôi như thế này là không được ha, nó sẽ trôi như thế này thì chúng ta phải cân chỉnh lại một tí đấy. Ok. Ok, như thế này là ổn và chúng ta bật gimbal lên thôi. Nhưng còn nếu mà thả tay ra mà đòi cho nó cân bằng luôn thì nó chỉ phù hợp với một số cái điện thoại nó có thể cân bằng tuyệt đối, vì nó cân bằng có hai trục chứ mày. Ok, và mình cũng hướng dẫn anh em sử dụng sơ qua nhá. Giữ im nút M là để bật lên này. Khi mà mới bật lên thì nó sẽ ở cái mode dọc, và chúng ta bấm hai lần nút M để chuyển qua mode ngang, hoặc là ngược lại bấm hai lần để chuyển qua nút mode dọc. Được chưa? Mình đều qua mode ngang cho nó dễ nhìn. Rồi, và nếu mà camera của chúng ta hỗ trợ zoom á, thì chúng ta có thể dùng cái nút bên này này để mà chúng ta zoom. Nếu mà chúng ta ấn một cái thì nó sẽ zoom nhanh,
ấn cái sẽ zoom nhanh. Còn nếu mà chúng ta giữ thì nó sẽ zoom out từ từ. Được chưa? Cái tốc độ zoom này thì chúng ta có thể tùy chỉnh ở trong cái option để mà cái tốc độ nó zoom nhanh hoặc zoom chậm. Rồi tiếp đến là cái joystick. Joystick này thì nó có 4 chiều trái phải trên dưới. Thì nó đơn giản thôi. Nó quay lên trên, quay xuống dưới hoặc là qua trái qua phải. Đó, và reset recenter thì chúng ta bấm trigger 2 lần để mà nó reset về cái vị trí giữa, gimbal giữa. Và cái nút này là nút quay chụp, được chưa? Nếu ở cái chế độ quay phim thì nó sẽ là quay phim. Đấy. Còn nếu mà chụp ảnh á, thì chúng ta sẽ bấm ở đây để chụp ảnh và chúng ta bấm M để mà chuyển đổi qua lại giữa các cái chế độ quay phim hay là panorama hay là nói chung là để chuyển đổi qua chụp ảnh này. Đấy. Rồi mình chụp ảnh này. Bụp, đó. Chuyển qua mode quay phim. Quay video. Quay phim, được chưa? Đó, cách sử dụng của nó thì khá là đơn giản thôi, chỉ có như vậy thôi thì các bạn có thể xem thêm và tùy chọn các cái chức năng khác ở trên màn hình nữa. Còn cái gimbal thì chúng ta có thể điều chỉnh được như vậy. Và à quên. Bấm 3 lần nút trigger để mà chuyển về camera trước. 1 2 3. Đó, chuyển về camera trước. 1 2 3, chuyển về camera sau. Mình có một cái góc quay mình muốn là đi từ đây tới đầu kia mà giữ im cái gimbal luôn, nó không có xoay trái xoay phải cũng như lên xuống dưới á. Đấy nha. Bây giờ mình bấm, ví dụ như mình qua trái qua phải đúng không, thì nó sẽ di chuyển, nhưng mà nếu mình bấm trigger thì nó sẽ đứng yên một chỗ, và như vậy thì chúng ta có thể dùng được những cái cú mà đi tới hay là slide ngang. Đó là cái chức năng của trigger. Cơ bản là sử dụng như vậy, các bạn có thể khám phá thêm ở trong cái phần mềm và những cái ứng dụng ở trên màn hình. Mình chỉ review những thứ mà hay hay như vậy thôi, chứ còn lại thì mình nghĩ anh em nên khám phá từ từ thì nó mới có sự thú vị. Ok, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.